Xin kính chào quý vị. Trong thời gian qua, có khá nhiều người sử dụng mẫu Kia Seltos hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam phản ánh rằng khi mà di chuyển trong điều kiện tắc đường thì hộp số ly hợp kép thường xuyên báo tình trạng quá nhiệt. Và cũng có khá nhiều khán giả gửi yêu cầu cho chúng tôi đề nghị làm rõ về vấn đề này. Vậy thì hộp số ly hợp kép nó hoạt động như thế nào? Có những ưu và nhược điểm gì trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong chương trình video ngày hôm nay. Để hiểu được những ưu và nhược điểm của hộp số ly hợp kép thì đầu tiên chúng ta hãy hình dung một chút về nguyên lý hoạt động của nó. Thì hộp số ly hợp kép khác với hộp số tự động thông thường, cũng khác với hộp số sàn thông thường. Hộp số ly hợp kép thực tế nó là một hộp số sàn có hai ly hợp được điều khiển bằng điện tử. Ly hợp số 1 thì điều khiển các cấp số lẻ, ví dụ như là 1, 3, 5 và 7. Trong khi đó, ly hợp số 2 thì điều khiển các cấp số chẵn, ví dụ như là 2, 4 và 6. Như vậy là ngay khi di chuyển, bắt đầu chuyển bánh, ly hợp số 1 sẽ kiểm soát số 1. Thì ly hợp số 2, kiểm soát số 2 đã ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Và cứ như vậy, các ly hợp điều khiển các cấp số luân phiên với nhau tùy theo tốc độ di chuyển. Và chúng tôi cũng đã nhấn mạnh một vấn đề trong cái chương trình đánh giá chiếc Kia Seltos, đó là hộp số ly hợp kép không hề sử dụng bộ biến mô, mà thay vào đó là toàn bộ quá trình đóng và ngắt ly hợp được điều khiển bằng máy tính. Và chính vì vậy mà nó có những đặc tính hoàn toàn khác biệt so với hộp số tự động thông thường hay là hộp số sàn thông thường. Và sau đây là những ưu và nhược điểm của hộp số này. Ưu điểm đầu tiên của hộp số ly hợp kép đó là tốc độ chuyển số. Như chúng tôi đã đề cập thì hộp số ly hợp kép do hai côn, hai ly hợp điều khiển các cấp số khác nhau luân phiên. Ngay khi số 1 đang hoạt động thì ly hợp 2 điều khiển cấp số 2 đã sẵn sàng. Chính vì vậy mà quá trình chuyển số diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với hộp số tự động thông thường. Ưu điểm số 2 của hộp số ly hợp kép đó là tối ưu khả năng truyền lực. Thì do hộp số ly hợp kép không hề sử dụng bộ biến mô thủy lực, cái sức ép của những cái lá ly hợp nó diễn ra rất dứt khoát như hộp số sàn vậy. Tối ưu cái lực truyền từ động cơ ra hộp số và ra các bánh xe. Chính vì vậy mà quá trình tăng tốc sẽ diễn ra tức thì hơn, nhanh chóng hơn. Cái ưu điểm số 3 đó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Cũng vì do không sử dụng bộ biến mô thủy lực, cái quá trình truyền lực diễn ra một cách tối ưu, hiệu suất làm việc được tận dụng một cách triệt để. Chính vì vậy mà hộp số ly hợp kép tiết kiệm nhiên liệu hơn so với hộp số tự động thông thường. Và ưu điểm cuối cùng đó chính là cũng xuất phát từ cái nguyên lý làm việc, tức là dựa trên cái nguyên lý của hộp số sàn, nhưng đây là hộp số sàn hai côn điều khiển bằng điện tử. Chính vì vậy mà hộp số ly hợp kép cho cảm giác lái thể thao hơn rất nhiều so với hộp số tự động thông thường. Và cũng chính vì lý do đó mà hộp số ly hợp kép thường được trang bị trên các dòng xe hiệu năng cao hoặc các dòng xe thể thao. Vậy thì hộp số ly hợp kép có những nhược điểm gì? Thì theo đánh giá của các gara đối tác của chúng tôi, thì nếu như hộp số mà hư hỏng mà phải thay thế thì chi phí sẽ tốn kém hơn. Tuy nhiên hộp số ly hợp kép cũng rất bền trong điều kiện sử dụng bình thường và sử dụng đúng kỹ thuật. Và nhược điểm số 2 của hộp số ly hợp kép đó chính là nguy cơ sinh nhiệt. Giống như nguyên lý làm việc của hộp số sàn, khi mà di chuyển trong điều kiện đường đông hoặc là tắc đường thì hộp số thường xuyên phải nhả ép liên tục, dẫn đến là hộp số sẽ cũng có nguy cơ sinh nhiệt rất cao. Chính vì vậy mà hộp số ly hợp kép, đặc biệt là loại khô, thường chỉ phù hợp cho các dòng xe thể thao hoặc là phù hợp cho những khu đô thị mà khu đô thị vắng vẻ hoặc là phù hợp với đường trường. Còn trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam, các thành phố lớn ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tắc đường thì hộp số ly hợp kép thực sự là không phù hợp cho lắm. Và để giải quyết vấn đề đó thì các nhà sản xuất đã nghĩ ra một cái loại hộp số ly hợp kép mới, đó chính là hộp số ly hợp kép được ngâm trong dầu. Tuy nhiên hộp số ly hợp kép được ngâm trong dầu cũng có một số cái vấn đề. Thứ nhất đó là lực cản lớn hơn. Thứ hai là chi phí đắt đỏ hơn. Chính vì vậy mà hộp số ly hợp kép ngâm trong dầu thường chỉ phù hợp với các dòng xe hiệu năng cao hoặc là các dòng xe cao cấp. Và quý vị cũng có thể thấy rằng mẫu Kia Sorento hoàn toàn mới hay là một số những cái dòng xe cao cấp của châu Âu thì sử dụng hộp số ly hợp kép, nhưng là ly hợp kép được ngâm trong dầu. Dầu sẽ giúp giải nhiệt trong quá trình di chuyển khi mà đường đông đúc hoặc là khi mà chuyển số, phù hợp với mọi điều kiện địa hình, ví dụ như là từ đường trường, xa lộ hoặc là di chuyển trong thành phố đông đúc. Và đến đây có thể nhiều quý vị sẽ hỏi rằng liệu có cách gì để tháo gỡ cái vấn đề sinh nhiệt hay không? Thì câu trả lời của chúng tôi là có. Chúng ta có 3 cách. Đầu tiên đó là tránh đi vào những cái đoạn đường đông đúc hay là tắc đường. Và giải pháp thứ hai đó là khi mà chúng ta đã lỡ đi vào các đoạn đường đông đúc hay là tắc đường thì có một giải pháp, đó là chúng ta chuyển số về N và ngồi chơi mặc kệ xung quanh. Không biết là quý vị có thực hiện cái cách đó không, nhưng cá nhân tôi thì tôi không dám. Và cách thứ ba thì chúng tôi chưa nghĩ ra. Rất mong là quý vị có thể chia sẻ cái cách sử dụng để có thể tháo gỡ cái vấn đề sinh nhiệt của hộp số ly hợp kép. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ ngắn gọn về hộp số ly hợp kép trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Hy vọng rằng video vừa rồi sẽ giúp ích quý vị trong quá trình lựa chọn và sử dụng xe ô tô. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.